không chấp nhận là con bé đã chết. Mẹ có thấy lạ không? Mới hôm qua thôi mình còn tính chôn em ở đây. Trong bộ phim của đạo diễn Hàm Tròn này, em nhận một cái vai tên là Chi. Thì Chi là một cô gái mới lớn, có nhiều bí mật cũng như là có những cái rắc rối của bản thân. Chi có một gia đình, mẹ của Chi có một người chồng sau là Dụng Huy và một đứa em gái rất là dễ thương tên là Ái. Khi mà các bạn xem bộ phim thì các bạn sẽ thấy được cái mối quan hệ thân thiết trong gia đình của Chi dường như là nó rất là ít ỏi, và vì những lý do đó mà Chi phạm một số sai lầm. Bộ phim đối với Chi thì nó giống như là một quá trình giúp Chi trưởng thành. Từ những cái lỗi lầm ban đầu thì Chi tìm cách sửa sai, tìm cách bù đắp và tìm cách bảo vệ những người thân trong gia đình. Qua cái quá trình đó thì Chi trưởng thành hơn và trở thành một người chín chắn và chịu trách nhiệm được cho cuộc sống của mình.